Thưa quý vị, tại vòng chung kết giải bóng đá. Thưa quý vị, tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 đang diễn ra tại Ấn Độ, Việt Nam có hai trọng tài được điều hành giải đấu này là Công Thị Dung và Trương Thị Lệ Trinh, trong số tổng cộng 36 trọng tài và trợ lý trọng tài được phân công điều khiển các trận đấu ở giải đấu diễn ra tại Ấn Độ. Dù phải đón cái Tết xa nhà, nhưng đây lại là niềm vinh dự và tự hào cho các trọng tài nữ của Việt Nam. Trong những ngày cuối năm 2021, AFC đã công bố danh sách các trọng tài sẽ làm nhiệm vụ ở Asian Cup nữ 2022. Theo đó, trọng tài Công Thị Dung nằm trong danh sách trọng tài chính dự bị, còn Trương Thị Lệ Trinh là trợ lý trọng tài chính thức, trọng tài biên. Theo Lệ Trinh, việc có tên trong danh sách không chỉ là niềm vui, nhưng kèm theo đó là nhiều nỗi lo, khi trong suốt 8 tháng qua vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cô cùng các đồng đội khá lâu đã không ra sân. Trinh cảm thấy rất là vui mừng và rất là vinh dự đại diện Việt Nam tham gia điều hành giải đấu lớn của châu lục. Bên cạnh cái vui mừng thì lại có thêm một cái lo lắng. Thứ nhất là về tập luyện, tình hình dịch bệnh thì tập luyện cũng khó khăn. Thứ hai nữa là về chuyên môn, hơn 8 tháng rồi chưa được điều hành trận đấu ở giải sân 11 người. Nên cũng lo lắng nếu mà mình được phân công làm nhiệm vụ thì khó có thể bắt nhịp được trận đấu. Năm 2021 là năm bùng phát dịch bệnh tại Việt Nam, khiến tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và các giải trẻ hay phong trào đều bị ngưng trệ. Vì thế, ngoài việc các cầu thủ phải tập chai, thì các trọng tài hay trợ lý trọng tài cũng không thể ra sân. Thứ nhất là chuẩn bị về tập luyện thể lực, ngày nào cũng phải tập luyện. Thứ hai nữa là phải tự học, tự ôm về luật. Tự ôm về luật thì trên online thì có hết. Có thì mình cứ mở cái đó lên tự rèn luyện tự ôm. Chủ yếu tập luyện thực hành online nên việc thiếu tiếp xúc trực tiếp cũng ảnh hưởng đến thể lực cũng như tầm nhìn phán đoán trên sân. Ngoài ra trong 2 năm qua, việc tập huấn trọng tài cũng chiếm đa số qua online. Vì thế để tự trang bị thể lực, Trinh đã tự tập luyện hàng ngày trong khuôn viên nhà mình. Cũng may là trong thời điểm đầu năm 2022, các câu lạc bộ bắt đầu khởi động chuẩn bị cho mùa giải 2022. Lệ Trinh có dịp ra sân để làm quen không khí trên sân trong trận giao hữu của câu lạc bộ Long An với Bình Phước. Đây là trận đấu duy nhất mà cô gái Long An cầm cờ trước khi lên đường sang Ấn Độ. Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề trọng tài, tham dự nhiều giải quốc tế. Trong đó, đây là lần thứ 3 Trinh được làm nhiệm vụ ở Asian Cup nữ. Dù không phải lần đầu tiên đón cái Tết xa nhà để thực hiện nhiệm vụ, nhưng năm nay có lẽ là cái Tết đáng nhớ của cô với nhiều lý do. Thì cũng có một chút xa nhà dịp Tết thì cũng một chút buồn, nhưng mà bên cạnh đó thì phải cố gắng tập trung vào chuyên môn của mình thôi, làm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đối với Trinh tham dự vòng chung kết châu Á này là nó rất là quan trọng, bởi vì vòng chung kết châu Á này là tuyển chọn ra trọng tài để tham dự điều hành giải vòng chung kết châu Á, vòng chung kết World Cup 2023 sắp tới. Nhân dịp cuối năm và bước sang năm mới, Trinh cũng chúc tất cả anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả gia đình dồi dào sức khỏe, hưởng một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng năm 2022 thì tất cả các giải bóng đá trong nước đều quay trở lại và Trinh sẽ được điều hành các giải để bổ sung vào những trận đấu cho FIFA và trong đợt tuyển chọn trọng tài World Cup năm 2023 sắp tới. Để được cầm cờ tham gia điều hành tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, các trọng tài và trợ lý trọng tài phải trải qua khóa chuẩn bị và kiểm tra thể lực. Giải đấu chính thức diễn ra từ ngày 21 tháng 1 2022. Cô trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã được bắt chính tham gia điều hành trong trận đấu mở màn của bảng B, trận đấu mà tuyển nữ Philippines đã tạo nên cú sốc khi vượt qua tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0. Đến nay thì Trinh đã có 3 trận đấu được tham gia điều hành tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.
được tham gia điều hành tại vòng chung kết ASEAN Cup nữ 2022 sẽ là bước đệm để Trinh có động lực tiến tới lần đầu tiên được làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ước mơ của rất nhiều trọng tài quốc tế không chỉ ở Việt Nam. Để hiện thực hóa điều này, cô phải nỗ lực hết mình và vượt qua nhiều bài thi của FIFA. Quan trọng hơn hết, hy vọng mùa giải bóng đá 2022 sẽ diễn ra an toàn và thuận lợi, tạo cơ hội để các trọng tài nữ, đặc biệt là hai ứng viên trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh được cầm còi tham gia điều hành các giải.